Thì kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Ông Tillerson và Biển Đông. Bài viết do Trang Nguyễn biên soạn qua chương trình bày. Kính thưa quý vị, ông Rex Tillerson là tân ngoại trưởng của Hoa Kỳ và cũng từng là tổng giám đốc của ExxonMobil. Có thể không gây kinh ngạc toàn cầu bằng Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, ông cũng đã đủ khả năng để gây chấn động cộng đồng quốc tế trong vấn đề trung cộng khi mà trong phiên điều trần phê chuẩn vị trí của ông ở Thượng viện vào ngày 11 tháng Giêng của năm 2017, thì ông đã hứa rằng chúng ta sẽ phải gửi đến Trung Cộng một tín hiệu rõ ràng rằng trước tiên, việc bồi đắp đảo phải ngừng lại và thứ hai là họ không được tiếp cận các hòn đảo này. Những phát ngôn này ngay lập tức đã tạo nên nhiều giận dữ từ những con diều hâu ở Trung Cộng cho tới các quốc gia liên quan sợ xảy ra xung đột. Tờ Thời báo Hoàng Cầu, tay sai của chủ nghĩa dân tộc ở Trung Cộng lập tức cảnh báo rằng Trừ phi Washington lên kế hoạch cho một cuộc chiến quy mô lớn ở Biển Đông, thì bất kỳ cách tiếp cận nào khác nhằm cản trở Trung Cộng tiếp cận các hòn đảo này sẽ là một điều rất tồi tệ. Thậm chí, ngay cả cựu Thủ tướng Úc là Paul Keating cũng đã phản ứng một cách giận dữ và lo rằng Mỹ sẽ lôi Úc vào một cuộc chiến với lại Trung Cộng. Những kẻ yếu bóng vía và phụ thuộc vào kinh tế của Trung Cộng lý luận rằng góc nhìn mà tân ngoại trưởng Mỹ đề xuất không có cơ sở luật pháp nguy hiểm về mặt chính trị và không có lý trên phương diện chiến lược. Ông Tillerson lại tiếp tục tỏ ra rất mạnh bạo khi mà trong chuyến công du Á Châu lần này thì ở tại Nam Hàn, ông nhấn mạnh rằng có thể xem sát hành động quân sự nếu Bắc Hàn có những hành động đe dọa đến lực lượng Nam Hàn và Mỹ. Tuy nhiên, ông Tillerson có thực sự hành động như những phát biểu hay là không và liệu ông Tillerson có thể làm được những gì trong vấn đề biển đông? Câu trả lời là không có gì nhiều. Ông Tillerson đang cố vớt vát lại những gì còn có thể và theo hướng có lợi nhất cho nước Mỹ trước sự bành trướng ngang ngược của Bắc Kinh. Sau những phát biểu sóng gió đó, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã tới Trung Cộng. Ngày 19 tháng 3, báo chí tràn ngập những lời mô tả sự kết thúc chuyến thăm Trung Cộng bằng những lời ấm áp từ Chủ tịch Tập Cận Bình sau 30 phút hội kiến. Và trong cuộc họp, trước các phóng viên tại Đại lễ đường Nhân dân, thì cả ông Tập Cận Bình lẫn ông Rex Tillerson đều không công khai nhắc đến những bất đồng trong mối quan hệ song phương từ vấn đề thương mại đến Bắc Hàn, từ Biển Đông cho tới Đài Loan. Ngược lại, trước ống kính truyền thông thì ông Tập Cận Bình ca ngợi ông Rex Tillerson là đã có rất nhiều nỗ lực để đạt được một sự chuyển đổi thuận lợi trong kỷ nguyên mới của quan hệ Trung Mỹ. Như vậy, thì có vẻ như là cả chủ nhà lẫn khách quý Rex Tillerson đều thể hiện một thái độ hòa giải hơn trong cuộc họp giữa họ và ít nhất là trước ống kính truyền thông. Thực hư chi tiết kết quả chuyến công du Bắc Kinh của Ngoại trưởng Rex Tillerson như thế nào thì không được công bố trên truyền thông. Tuy nhiên dù sao, từ các từ ngữ và thái độ nồng ấm giữa Bạch Cung với Trung Nam Hải cũng đủ cho thấy vài điều. Thứ nhất, đó là về chiến lược đàm phán của chính quyền Donald Trump, dọa trước đàm phán sau. Sự thay đổi trong những phát biểu của ông Rex Tillerson về Biển Đông và Bắc Hàn không khác gì sự thay đổi của ông Donald Trump trong vấn đề Đài Loan hay là nguyên tắc một trung cộng. Về thực chất thì Mỹ chưa hề có ý định động thủ hay là phá vỡ hiện trạng, nhưng đang tiến một bước dài để rồi lùi một bước ngắn hơn. Tức là đánh tiếng cho Bắc Kinh coi chừng 10 phần, sau đó hạ giọng ngồi vào bàn đàm phán để lấy 5 phần. Lấy cái nào có lợi nhất cho Hoa Kỳ? Bằng chứng cho thấy, Hoa Kỳ đã lấy được 5 phần là cả ông Trump và ông Tillerson đều hạ giọng, vui vẻ, thay đổi 180 độ trong những phát biểu và thông điệp công khai liên quan đến những vấn đề nhạy cảm như vậy thì chắc chắn Bắc Kinh đã mang một cái gì đó ra làm quà và đặc biệt là không phải ngẫu nhiên thời điểm ông Tillerson công du sang Đông Á Trung Cộng đã công khai loan báo đã sẽ xây dựng một cái trạm quan trắc tại Scarborough và tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng bất hợp pháp trên năm cấu trúc ở Hoàng Sa. Sao ông Tillerson vẫn vui vẻ đồng ấm với lại Bắc Kinh được? Hẳn là Bắc Kinh đã mặc cả được gì đó, mặc cả hay là thỏa thuận giữa tòa bạch ốc với lại Trung Cộng là gì thì chưa có thông tin và có lẽ phải cần thêm thời gian và quan sát hành động, ứng xử của cả Trung Cộng lẫn Hoa Kỳ thì mới có thể nhận định cụ thể. Tuy thế, khả năng rất lớn Bắc Hàn, Bắc Kinh đã dùng một con bài hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tầm cao giai đoạn cuối đó là thả Nam Hàn ra gây áp lực với Mỹ và đã dọa Mỹ rằng hệ thống này sẽ khiêu khích Bắc Hàn hơn nữa, cho nên buộc Mỹ phải nhượng bộ vấn đề Biển Đông để Bắc Kinh giữ một vai trò kiềm chế Bình Dưỡng trong vấn đề hỏa tiễn. Câu bài thứ hai là Philippines như vừa nói, thì Trung Cộng công khai loan báo là sẽ xây dựng trạm quan trắc tại Scarborough của nước này, bất chấp chuyến thăm của ông Tillerson. Một phần bởi vì Bắc Kinh đã vừa lót tay cho Manila vài cái cam kết hợp tác đầu tư tổng trị giá lên đến 6 tỷ Mỹ Kim cho các dự án cơ sở hạ tầng, đường sắt và thủy điện. Giờ đây, Manila đã im rồi thì đồng minh Mỹ cũng khó để có cớ mà can thiệp vào Biển Đông. Hoặc là rất có thể Trung Cộng và Hoa Kỳ và Philippines đã ngầm trao đổi tay ba về một khả năng hợp tác nào đó ở bãi cạn Scarborough mà không ảnh hưởng gì đến yêu sách chủ quyền của mỗi bên trong lúc chờ giải pháp cuối cùng. Tuy nhiên, cho dù là khả năng nào đi chăng nữa, thì đó vẫn là một bước tiến mới của chung cộng trong chiến lược độc chiếm biển đông. Từ quý vị, Bắc Kinh lúc thì công khai, lúc thì âm thầm, khi leo thang trắng trợn, lúc uyển chuyển, núp bóng các hoạt động nguy trang và rất khó để đối phó bởi nó biết kết hợp với lại các thủ đoạn hợp tác kinh tế và đàm phán chiến lược với lại Washington. Washington thì Âu oh, cũng chỉ vì lợi ích của Mỹ, một là kiềm chế Bắc hàng, hai là bảo vệ lợi ích kinh tế của Mỹ ở vùng Biển Đông và Hoa Đông. Còn vài ba nước nhỏ trong khu vực bị kẹt giữa hai cường quốc thì chẳng qua chỉ là mấy món hàng trao đổi. Ông Tillerson hay là ông Donald Trump hay là cả một nước Mỹ nói chung sẽ không vứt bỏ lợi ích cá nhân của Mỹ mà gian tay để giúp các nước nhỏ này chống lại Trung Cộng buồn thay, cuộc chơi này nói cho cùng thực ra chỉ dành cho hai cường quốc Mỹ Trung mà thôi. Thưa quý vị vừa rồi là phần bình luận với tựa đề ông Tillerson và Biển Đông. Bài viết do Trang Nguyễn Biên soạn qua chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.